5 lỗi bố trí đèn trong nhà mà gia chủ cần đặc biệt tránh để mang lại một cái nguồn ánh sáng ổn định cho ngôi nhà của mình. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một số những cái lỗi để các bạn có thể tránh và khiến cho ngôi nhà của mình có một cái nguồn ánh sáng nó hợp lý nhất. Và hy vọng là các bạn cảm thấy video ngày hôm nay hay thì hãy like và subscribe kênh TH Home của chúng mình nha. Và mình là Minh Thúy. Lỗi đầu tiên đó chính là việc mà các bạn chỉ bố trí một nguồn sáng duy nhất trong mỗi phòng. Với các không gian chính như là phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, nếu mà gia chủ chỉ bố trí một nguồn sáng thì sẽ rất là bất tiện trong quá trình mà các bạn sử dụng. Ở các cái khu vực này ấy, thì các bạn nên lắp đặt một cái nguồn sáng phù hợp với cái thói quen sinh hoạt của các thành viên trong gia đình. Ví dụ như là ở phòng bếp thì các bạn ngoài cái hệ thống đèn trần chính ở trên thì gia chủ có thể lắp thêm các cái đèn bếp nấu. Với phòng khách thì các bạn có thể là bố trí đèn trên tường, kệ tủ, vừa cung cấp thêm cái ánh sáng mà vừa tạo điểm nhấn rất là đẹp cho không gian. Và sang cái lỗi thứ hai là lỗi mà các bạn bố trí ánh sáng nó không đồng đều. Việc bố trí ánh sáng không đều ấy thì sẽ khiến cho các góc nhà này, góc tối thực sự nó sẽ không tốt cho thị giác. Vì thế thì gia chủ mình nghĩ là các bạn nên để ý đến những cái khoảng cách của đèn, độ sáng của đèn và vị trí lắp đặt của đèn để có thể phân chia bố cục một cách hợp lý, giúp cho không gian được chiếu sáng đồng bộ và mang đến một cái cảm giác thoải mái hơn khi mà mình nhìn, người sử dụng nhìn và kể cả khách đến chơi nhà cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều. Và sang đến lỗi thứ ba thì đó chính là việc mà các bạn đặt những cái vị trí công tắc không thuận lợi cho người sử dụng, hay là nó không mang lại cái sự thuận tiện trong cái quá trình mà các bạn sử dụng. Tùy thuộc vào thói quen sinh hoạt và thiết kế nhà thì công tắc sẽ cần được lắp đặt sao cho phù hợp nhất. Ví dụ như là các bạn mà lắp đèn ở cầu thang dẫn lên tầng 2 chẳng hạn ấy, thì gia chủ sẽ bố trí ở hai vị trí là ở tầng 1 và tầng 2 là lắp cái hệ công tắc đảo chiều để có thể là ở dưới cũng bật được mà ở trên cũng có thể tắt được. Tương tự như vậy thì các bạn có thể sử dụng cái hệ công tắc này đối với phòng ngủ. Đèn các bạn cũng nên có công tắc là bật ở sát cửa ra vào và ở gần giường ngủ. Những cái loại công tắc này thì có lẽ là đã không còn xa lạ với mọi người nếu như mà các bạn theo dõi những cái video của TH Home về quy tắc lắp ổ điện, hay là những căn hộ mà do TH Home thiết kế thì đều thấy là sẽ có hai công tắc để mọi người có thể bật ở lối cửa ra vào hoặc là ở một vị trí nào đấy để thuận tiện với các bạn thuận tiện với gia chủ trong quá trình mà sử dụng bật tắt. Sang đến lỗi thứ tư là việc màu ánh sáng các bạn sử dụng không phù hợp. Màu ánh sáng đèn phổ biến hiện nay thì sẽ có hai loại là màu trắng và màu vàng. Nếu mà các bạn chỉ sử dụng một loại thì căn phòng cũng sẽ trở nên rất là đơn điệu, thiếu cái tính thẩm mỹ và thậm chí là nó sẽ nhàm chán hơn khi mà các bạn nhìn vào. Nếu mà các bạn chỉ lắp đèn màu trắng thì sẽ khiến màu sắc trong nội thất nhà trông rất là lạnh, nhợt nhạt và cái thiếu cái cảm giác là điểm nhấn. Còn ngược lại, nếu như mà các bạn chỉ lắp ánh sáng vàng thì sẽ lại gây cảm giác rất là bức bối và nóng nực vào mùa hè. Vì vậy gia chủ sẽ cần phải kết hợp cả hai loại ánh sáng này với nhau. Ngoài ra thì chủ nhà cũng không nên là dùng ánh sáng màu xanh, đỏ, tím cho các phòng chức năng thông thường trong nhà thì có thể gây là cái sự nhức mắt và rất là khó chịu, và thậm chí nữa là phải nói là không phù hợp. Đây là những cái ánh sáng mà các bạn sẽ chỉ nên dùng ở phòng hát, karaoke, phòng giải trí, những cái phòng mà sinh hoạt vui chơi mà thôi. Còn các bạn không nên dùng ở phòng khách, phòng ngủ hay là phòng bếp. Và cuối cùng, lỗi cuối cùng đó chính là các bạn không sử dụng đúng loại bóng đèn. Khi mua đèn ấy, thì việc các bạn chọn đèn phù hợp công năng và cái phong cách thiết kế của từng không gian là yếu tố vô cùng quan trọng. Ngoài ra còn có cả công suất của đèn nữa. Đèn ngủ thì các bạn cần điều chỉnh cái độ sáng tối thì nên dùng bóng ánh sáng dịu nhẹ này. Việc lắp đặt bóng quá sáng cho phòng ngủ sẽ khiến gia chủ khó đi vào giấc ngủ. Và ngoài ra ở các cái vị trí đèn trên lối đi, hành lang thì các bạn nên dùng đèn cảm ứng để có cái khả năng là bật tắt tự động để tiết kiệm điện trong quá trình mà các bạn dùng. Đèn dọi vào tranh, ảnh, các cái chi tiết thì các bạn cần chọn đúng ánh sáng phù hợp. Tránh những cái ánh sáng trắng vì có thể là ánh sáng trắng sẽ khiến cho những cái món đồ này nó sai màu và nó không tạo được cái điểm nhấn đẹp hơn. Ngoài ra thì gia chủ cũng có thể lựa chọn những cái kiểu đèn phù hợp với phong cách nội thất. Với nội thất hiện đại, đèn chùm kiểu cổ điển thì các bạn biết là nó đã không thích hợp rồi. Chính vì vậy các bạn cũng cần phải lưu ý đến việc lựa chọn những cái mẫu mã, kiểu dáng làm sao cho phù hợp với ngôi nhà của mình. Như vậy là trong video hôm nay mình cũng đã chỉ ra 5 cái lỗi cơ bản mà nhiều gia chủ gặp phải trong quá trình các bạn lựa chọn đèn cho ngôi nhà của mình. Và hy vọng là các bạn có thể hiểu được phần nào về việc bố trí đèn quan trọng như thế nào trong cái quá trình mà các bạn sử dụng ánh sáng trong ngôi nhà của mình. Vừa mang lại thẩm mỹ này, vừa có thể tiết kiệm điện trong ngôi nhà của mình. Và hy vọng là các bạn cảm thấy video hay thì like và subscribe kênh TH Home của chúng mình. Ngoài ra nếu có thắc mắc nào liên quan đến vấn đề thiết kế thi công nội ngoại thất thì hãy liên lạc với TH Home qua số hotline là 0962 511 511 để bên mình hỗ trợ các bạn giải đáp một cách nhanh chóng nhất nhé. Và bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.